Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang quay trở lại với bản tin thể thao 24 giờ trên truyền hình MyTV. Và đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã tiếp tục diễn ra 4 trận đấu tại lượt trận thứ 3 của vòng bảng Euro 2024 trong khuôn khổ bảng C và bảng D. Diễn biến ở các trận đấu này sẽ là một trong những điểm nhấn trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cùng với đó, những thông tin bên lề tại Euro cũng như tại các câu lạc bộ cũng sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin. Trước hết, hãy cùng đến với phần điểm tin. Các ứng cử viên vô địch Euro 2024 lần lượt gây thất vọng. Xác định siêu nhanh đấu tại vòng knockout Euro 2024. Thất danh Nam Định trở thành tân vương của V-League. Vào đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã tiếp tục diễn ra những trận đấu tại lượt trận cuối cùng vòng bảng trong khuôn khổ bảng C và bảng D. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 3 ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Pháp. Tuy vậy, màn trình diễn của những đội bóng này đã mang lại nhiều sự thất vọng cho các cổ động viên yêu mến họ xuyên suốt 90 phút vào ngày hôm qua. Trong khi đó, người ta lại phải ngả mũ thán phục về những gì mà đội tuyển Áo đã thể hiện cho đến lúc này của Euro 2024 sau trận đấu với đội tuyển Hà Lan. Ở lượt trận sớm nhất diễn ra tại bảng D, đội tuyển Pháp có cuộc đối đầu với đội bóng đã bị loại là Ba Lan và họ hướng tới 3 điểm trọn vẹn nhằm có được vị trí dẫn đầu sau khi vòng bảng kết thúc. Dù vừa chờ hơn đối thủ khá nhiều, nhưng Club Le đã có 90 phút khá mờ nhạt. Họ vừa lên dẫn trước ở phút 56 sau pha sút phạt đền thành công của Kylian Mbappe. Tuy vậy, đội tuyển Pháp đã không thể duy trì được lợi thế khi kết thúc trận đấu bởi Lewandowski đã ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Ba Lan trên chấm 1m sau pha phạm lỗi đến từ Upamecano. 1-0 là tỷ số chung cuộc và đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ kết thúc ở vị trí thứ 2 bảng D. Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Áo đã xuất sắc có được chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Hà Lan. Hai lần đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick vươn lên dẫn trước cũng là hai lần mà câu lạc bộ màu da cam đưa trận đấu về thế cân bằng. Nhờ vào màn tỏa sáng của Sabitzer ở phút 80, đội tuyển Áo đã có được chiến thắng chung cuộc sau hơn 90 phút nghẹt thở tại Olympic Berlin, qua đó có được ngôi đầu bảng D sau 3 lượt trận. Tại bảng C, đội tuyển Anh có cuộc đối đầu với đội tuyển Slovenia trên sân vận động Gai Energy Stadion với mục tiêu có được 3 điểm trọn vẹn nhằm duy trì được ngôi đầu bảng. Xuyên suốt hơn 90 phút thi đấu, Tam Sư vẫn cho thấy bộ mặt tệ hại của mình dù đối đầu với đối thủ giữa cơ mình khá nhiều. Những dàn sao tỷ bảng của đội tuyển Anh đã không thể chơi lấn lướt trước các cầu thủ Slovenia và gây ra những khó khăn dành cho thủ thành Jan Oblak. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 chung cuộc. Tam Sư kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, nhưng chắc chắn thành tích này sẽ không thể làm hài lòng các cổ động viên yêu mến họ. Ở cặp đấu còn lại giữa Đan Mạch và Serbia, tỷ số 0-0 cũng đã lặp lại. Không có quá nhiều điểm nhấn ở trận đấu này khi Đan Mạch chủ động chơi lùi sâu nhằm tìm kiếm một điểm. Trong khi đó, sự thiếu sắc bén trên hàng công khiến đội tuyển Serbia không thể có được bàn thắng, qua đó ngậm ngùi rời giải đấu với vị trí cuối bảng C. Như vậy, Euro 2024 sẽ chính thức khép lại giai đoạn vòng bảng sau khi 4 trận đấu tại bảng E và bảng F diễn ra vào đêm nay và sáng mai. Trong đó, tâm điểm lúc này đổ dồn về bảng E, nơi mà cả 4 đội bóng vào lúc này đều có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt trận sớm nhất, đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu với Ukraine. Người ta chờ đợi liệu Quỷ Đỏ sẽ thi đấu ra sao sau khi có được chiến thắng đầu tay tại Euro 2024 lần này. Trong khi đó, Ukraine hiện đang rất thoải mái sau khi có được cuộc lội ngược dòng ở lượt đấu trước. Sau thất bại 0-3 trước Romania, Ukraine đã trở lại mạnh mẽ ở trận đấu thứ hai với Slovakia. Việc loại bỏ thủ môn Andriy Lunin của Real Madrid là quyết định chính xác của huấn luyện viên Sergei Rebrov khi người thay thế Anatoly Chubin đã chơi vô cùng xuất sắc. Dù không thể cản phá được ở bàn thua đầu tiên, nhưng thủ thành này sau đó đã có 4 pha cứu thua xuất sắc giúp Ukraine tránh khỏi bàn thua thứ hai. Chính phong độ xuất sắc của Anatoly Chubin là điểm tựa vững chắc giúp những cầu thủ trên hàng công cố gắng hơn, qua đó giúp thầy trò Sergei Rebrov ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Mặc dù đang xếp cuối bảng E, nhưng Ukraine vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng. Ở lượt trận cuối, họ sẽ gặp đội tuyển Bỉ. Lợi thế đang nghiêng một chút về phía bầy Quỷ Đỏ, nhưng khi vẫn còn cơ hội đi tiếp, Oleksandr Zinchenko và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để giành tấm vé đi tiếp. Nếu giành 3 điểm trước Bỉ, Ukraine sẽ chắc chắn có được vị trí thứ hai. Họ có thể giành ngôi đầu nếu Romania không giành được kết quả tốt trước Slovakia ở trận đấu cùng giờ.
Ngoài ra, một trận hòa là đủ để Ukraine giành được vị trí thứ 3 và có khả năng lọt vào vòng 1/8 nếu cuộc đấu sức giữa Romania và Slovakia không kết thúc với tỷ số hòa. Ở bên kia chiến tuyến, sau thất bại sốc với tỷ số 0-1 trước Slovakia ở lượt trận đầu tiên, Bỉ đã trở lại mạnh mẽ ở trận đấu thứ 2 với Romania với chiến thắng 2-0. Họ hiện đang xếp thứ 2 bảng E sau đội đầu bảng Romania. Với cục diện hiện tại, Bỉ chỉ cần không thua Ukraine là chắc chắn kết thúc vòng loại ở một trong hai vị trí đầu tiên, qua đó giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, với việc được đánh giá cao hơn, De Bruyne và các đồng đội sẽ vào trận với mục tiêu giành 3 điểm thay vì cố gắng có được một trận hòa. Cùng đến với những thông tin xoay quanh Euro 2024. Sau khi kết thúc lượt trận vòng bảng ở 4 bảng đấu, chúng ta cũng đã xác định được nhánh đấu tại vòng knockout. Cùng với đó là những cuộc chiến hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính ngay ở vòng 16 đội sắp tới. Trong khi đó, ngôi sao Jude Bellingham đã ôm trọn thông số tệ nhất Euro 2024 trong ngày tăng sư đã có màn trình diễn đáng quên trước Slovenia. Tính cho đến thời điểm này tại Euro 2024, đã có 4 đội chính thức giành vé đi tiếp vào vòng 1/8. Đó là chủ nhà Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Những cái tên tiếp theo vượt qua vòng bảng sẽ được lộ diện vào các lượt đấu cuối. Và nếu bước tiếp vào vòng trong, rất có thể Euro 2024 sẽ có một siêu nhanh đấu với những cặp đấu đáng chờ đợi. Đội tuyển Đức đã giành ngôi đầu bảng A và vào vòng 1/8 Euro 2024. Tại vòng đấu này, nhanh đấu của tuyển Đức xuất hiện Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Tại vòng đấu này, đội tuyển Đức sẽ đụng độ Đan Mạch. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phải chờ tới loạt đấu cuối cùng mới có thể xác định được đối thủ. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng có thể gặp khó nếu như đi tiếp vào tứ kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez chỉ phải đối đầu với một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt tại vòng 1/8. Và nếu đi tiếp, Seleção châu Âu có thể phải đối đầu với đội tuyển Pháp. Nhánh đấu kể trên chắc chắn sẽ tạo ra những trận cầu hấp dẫn. Việc những ông lớn hàng đầu tập trung tại nhánh đấu này như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp sẽ vẽ ra nhiều kịch bản khác nhau. Và những trận chung kết sớm sẽ mang tới người hâm mộ những màn trình diễn đỉnh cao. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã có trận hòa bạc nhược trước Slovenia và ngôi sao được kỳ vọng hàng đầu của tam sư cũng không phải là ngoại lệ, đó chính là Jude Bellingham. Tiền vệ đang thuộc biên chế Real Madrid đã có hơn 90 phút đáng quên tại Gai Energy Stadium. Cụ thể, thông số thi đấu của Bellingham trước Slovenia có thể khiến các khán giả khó tin với 69 đường truyền tạo ra, không cú sút, không cơ hội tạo ra, 16 lần mất bóng và 1 lần giữ bóng thành công. Với màn trình diễn mà Bellingham thể hiện, Opta chỉ ra rằng đó là thành tích tệ nhất kể từ ngày khai màn Euro 2024 cho một tiền vệ chơi đủ 90 phút trong một trận đấu. Đáng nói hơn, dù chơi quá tệ trận này, nhưng Gareth Southgate không hề có ý định thay thế tiền vệ này bằng một ngôi sao nào khác trên hàng ghế dự bị mà ông có. Vẫn là những thông tin liên quan đến bóng đá quốc tế. Mới đây, sau màn trình diễn bạc nhược trước đội tuyển Slovenia tại lượt trận cuối cùng vòng bảng, người hâm mộ đã chỉ trích hai ngôi sao trong đội hình tam sư hiện tại. Trong khi đó, ngôi sao của Liverpool cũng đã phải nhận cơn mưa gạch đá từ các khán giả sau màn trình diễn tệ hại ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào đêm qua. Đội tuyển Anh đã có màn trình diễn bảng nhược trước Slovenia và điều này chắc chắn khiến người hâm mộ tam sư không thể hài lòng. 90 phút trước Slovenia có thể tóm tắt là màn trình diễn kém cỏi của tuyển Anh. Tam sư tỏ ra bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của Slovenia. Trong trận đấu, cầu thủ biên đội tuyển Anh đã chỉ trích quyết định của Southgate khi ông tung tiền vệ Conor Gallagher của Chelsea và hậu vệ cánh Kieran Trippier của Newcastle United vào sân. Gallagher chưa bao giờ là câu trả lời. Hiệp 1 cậu ấy chơi quá tệ, cùng với đó là 10 phút trong hiệp 2. Chúng tôi chơi tốt hơn rất nhiều với những cầu thủ phù hợp với vị trí của họ. Manu hoặc Walton lẽ ra đã cải thiện điều này. Trippier ở mức trung bình nhưng lại trở thành một trong những ứng cử viên được Southgate yêu thích. Tốt nhất anh ấy nên là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí hậu vệ phải. Lẽ ra Southgate nên thay Trippier bằng Gomez. Trippier vào sân liên tục, nghĩa là Foden không có khoảng trống, cộng thêm Gomez đã chơi nửa mùa giải ở đó cho Liverpool. Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk cũng đã phải nhận những chỉ trích dữ dội từ các khán giả sau màn trình diễn tệ hại ở trận thua của đội tuyển Hà Lan trước đội tuyển Áo. Đoàn quân huấn luyện viên Ronald Koeman đã trải qua một đêm đáng quên tại Euro 2024 khi để thua Áo với tỷ số 2-3 trong trận đấu cuối cùng của bảng D. Màn trình diễn kém cỏi này không chỉ khiến cơn lốc màu da cam mất ngôi đầu bảng, mà còn dẫn đến một làn sóng chỉ trích nhằm vào đội trưởng Virgil van Dijk. Raphael van der Vaart, cựu tuyển thủ Hà Lan, đã không giấu được sự thất vọng. Chúng tôi đã chơi theo cách Virgil van Dijk vừa nói. Chúng tôi vừa phải xem một màn trình diễn đáng hổ thẹn. Tôi muốn đội trưởng của đất nước chúng tôi thể hiện được sự nhiệt huyết. Van Dijk đang làm gì vậy? Anh ta được đánh giá quá cao. Virgil van Dijk đã mắc sai lầm khi cố gắng tạo bẫy việt vị. Anh ấy di chuyển lên phía trước để đẩy đối phương vào thế việt vị, nhưng không nhận ra rằng một cầu thủ đối phương đã ở phía sau mình. Thật tệ hại.
cùng đến với những thông tin về làng banh nỉ. Và hôm qua đã diễn ra những trận đấu vòng loại tại nội dung đơn nữ Wimbledon 2024. Ở những trận đấu diễn ra tại sân 1, những tay vợt được đánh giá cao hơn đã giành được chiến thắng, qua đó có được sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Cựu số 1 thế giới ở nội dung đánh đôi là Kristina Mladenovic đã xuất trận tại Wimbledon 2024 khi đối đầu với tay vợt chủ nhà Amani Banh tại vòng loại. Trong set 1, cô sớm giành break của đối thủ, qua đó có được chiến thắng 6-4. Tuy vậy, trong phần còn lại của trận đấu, Mladenovic đã không thể duy trì được phong độ như ở set 1. Amani Banh đã xuất sắc có được cuộc lội ngược dòng khi giành chiến thắng ở hai set đấu còn lại với tỷ số 6-4 và 6-2 để bước tiếp tại vòng loại đối đầu với hạt giống số 26 Kayla Day. Trong khi đó, hạt giống số 8 tại vòng loại là Olga Danilovic đã không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Luceria Stefanini ở lượt trận đầu tiên của vòng loại. Tay vợt người Pháp dễ dàng có được chiến thắng 6-3 trong set 1 và cô tiếp tục trở thành sự áp đảo trước đối thủ bằng chiến thắng 6-4 trong set 2, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-0 chung cuộc. Mọi sự chú ý của vòng 25 được dồn hết về sân Thiên Trường, nơi đội nhà được chờ đợi sẽ nâng cúp vô địch sau 39 năm chờ đợi. Một bầu không khí náo nhiệt như lễ hội được diễn ra trên bốn góc khán đài và dưới sân. Các cầu thủ đã không khiến những cổ động viên nhà phải thất vọng khi họ đã làm được điều mong mỏi đó. Trước giờ bóng lăn, với khoảng cách 4 điểm so với đội bóng thứ hai Bình Định, Nam Định tràn đầy khí thế để đón tiếp Khánh Hòa trên sân nhà. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà nắm quyền chủ động trong cuộc đua vô địch bởi chỉ cần thắng Khánh Hòa là sẽ đăng quang. Thiên thời, địa lợi và nhân hòa khi chỉ phải gặp Khánh Hòa vốn đã xuống hạng nên tâm lý của các cầu thủ Nam Định vô cùng hưng phấn. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có đầy đủ những con bài chất lượng nhất trong tay và chỉ mất 14 phút sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định đã vươn lên dẫn trước đối thủ bằng pha lập công của Henrio. Đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn trận đấu và những pha phối hợp của họ được thực hiện khá nhuần nhuyễn. Phút 42, Davison đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định sau pha dứt điểm cận thành. Lúc này, Khánh Hòa bất ngờ vùng lên và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Minh Lợi sau pha bắt bóng hụt của thủ môn Nguyên Mạnh. Bước sang hiệp 2, Nam Định vẫn là những người làm chủ trận đấu và nhìn cách đá của đội chủ nhà thì việc bàn thắng đến thêm với họ chỉ còn là vấn đề thời gian bởi sức kháng cự của Khánh Hòa khá yếu ớt. Phút 52, tiếp tục là Raffeson trở thành nỗi ám ảnh với thủ môn Ngọc Cường bằng cú dứt điểm tinh tế. Dù dưới điều kiện trời mưa sân trơn, thế nhưng Nam Định vẫn thi đấu rất hiệu quả. Đến phút 80, trung vệ Lucas trong pha tham gia tấn công đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Nam Định. Và để khép lại trận đấu tưng bừng trên sân nhà, tiền đạo Ravison đã ấn định chiến thắng 5-1 cho Nam Định ở phút 83. Giành chiến thắng tưng bừng trước Khánh Hòa, Nam Định đã lần đầu đăng quang tại V-League. Đây là thành quả xứng đáng cho Nam Định, bởi đây là đội bóng có phong độ ổn định và vô địch sớm trước một vòng, thậm chí hơn đội đứng thứ hai là Bình Định sau vòng 25 đến 6 điểm. U16 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại giải U16 Đông Nam Á được tổ chức ở Indonesia. Không dễ dàng như trong trận đại thắng U16 Brunei, thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến gặp khá nhiều khó khăn trước U16 Campuchia. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước đội tuyển U16 Campuchia, đội tuyển U16 Việt Nam đành chấp nhận kết quả hòa không như mong muốn. Sau chiến thắng sức đậm với tỷ số 15-0 trước U16 Brunei, U16 Việt Nam hào hứng bước vào lượt đấu thứ hai gặp U16 Campuchia. Đội hình 4-3-3 thiên về tấn công giúp cho thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến gây sức ép mạnh mẽ. Phút thứ 6, Việt Long thoát xuống và dứt điểm uy lực từ phía cánh phải khiến cho thủ môn Campuchia vất vả cứu thua. Ít phút sau, Văn Bách đánh đầu hiểm hóc nhưng không thể đưa bóng đi vào lưới. Phút 32, Duy Đăng đưa được bóng vượt qua thủ môn Campuchia. Đáng tiếc, hậu vệ đội bạn lại giải nguy trước vạch vôi. Phải tới phút 57, U16 Việt Nam mới có bàn thắng khai thông thế trận. Việt Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để tung ra cú đá một chạm hiểm hóc đánh bại thủ môn Matt Farib mở tỷ số trận đấu. Đáng tiếc, ngay sau bàn thắng phải vất vả mới có được, U16 Việt Nam lại để thủng lưới. Trong tình huống chống phạt góc, hàng thủ đoàn quân áo đỏ kèm người thiếu chặt chẽ và Varek băng vào đánh đầu ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Quyết tâm giành trọn 3 điểm, U16 Việt Nam dồn ép đối phương trong những phút cuối trận. Phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, cầu thủ U16 Việt Nam nỗ lực đi bóng từ cánh phải và nhả bóng thuận lợi về tuyến hai. Trong tư thế không bị ai kèm và thủ môn cũng bị che mắt, Chu Ngọc Nguyễn Lực lại dứt điểm chân trái đưa bóng lệch ra bên ngoài. Tỷ số hòa chung cuộc một đều khép lại trong sự tiếc nuối đối với U16 Việt Nam. Dẫu vậy, cơ hội đi tiếp đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến vẫn rất lớn. Nếu thắng đậm U16 Myanmar tại lượt trận thứ 3, U16 Việt Nam chắc chắn nằm ở một trong hai vị trí đầu bảng. Với hiệu số bàn thắng bại đang rất lớn, đội bóng áo đỏ tràn đầy cơ hội đi tiếp.
Và đó là tất cả những thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị trong bản tin thể thao 24 giờ trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ, để thay cho lời kết, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp ở các trận đấu đã diễn ra vào đêm qua và sáng sáng nay tại vòng chung kết Euro 2024. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.